Thông tin dành cho những khán giả yêu thích điện ảnh. Bộ phim Tốc Độ và Đường Cong là bộ phim đáng chú ý của điện ảnh Việt sẽ chính thức được ra rạp vào dịp Giáng sinh năm nay. Và đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về đề tài siêu xe và tốc độ. Với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng và dàn siêu xe hoành tráng thì đây là một trong những bộ phim hấp dẫn được công chúng chào đón vào dịp này. Chào anh Nhiên, em là Nhiên. Hai con người, một niềm đam mê. Đáng chân. Những cuộc ganh đua tốc độ bắt đầu khắc nghiệt. Kẻ có tất cả, người về tay không. Tốc Độ và Đường Cong là câu chuyện về những con người bị nhấn chìm bởi tham vọng của bản thân, chỉ tìm thấy sự cứu rỗi từ tình yêu và sự tha thứ. Chuyện này không chỉ liên quan tới xe. Cái khó khăn của Ngọc đó là Ngọc phải ngồi chờ rất là lâu để cho những cảnh mà cái người chuyên để chạy xe, mà trong những cái cảnh mà cảnh khó, trong những cái ôm cua mà chiếc xe nó vượt mặt nhau á, thì những cảnh quay đó quý vị có thể nhìn nó trong một vài giây thôi. Nó có thể xuất hiện một vài giây nhưng mà phải quay mất mấy ngày. Cái khó khăn lớn nhất của mình trong cái phim này thực sự là nó không phải nằm ở những cái màn đua xe hay là những cái chuyện mà độ xe này kia, nhưng mà cái khó khăn của mình là ở cái tâm lý của nhân vật này. Nhân vật nó quá nhiều phức tạp trong cái nội tâm của nhân vật này và đòi hỏi của mình phải lột tả được cái điều đó. Cha tôi từng nói. Phim khiến cho những khán giả yêu thể loại phim hành động đua xe phấn khích bởi sự xuất hiện của các siêu xe, những màn đua tốc độ cao đầy hào nhoáng, tiếng động cơ mạnh mẽ và ấn tượng. Tốc Độ và Đường Cong được ví như Fast and Furious phiên bản Việt vì có khá nhiều nét tương đồng. Điều này đã khiến cho ekip gặp không ít áp lực trong quá trình thực hiện bộ phim. Đây là cái điều mà mình không có mong đợi. Thật sự là mình rất là mong đợi ở khán giả hãy nhìn cái phim này giống như là một cái phim rất là Việt Nam. Ý tưởng của người Việt Nam, tất cả ekip của người Việt Nam, nội dung sau khi các bạn xem hôm nay các bạn sẽ thấy rất là Việt Nam. Và tôi không thể dừng lại. Trong phim Tốc Độ và Đường Cong, diễn My 9X cũng có vài cảnh nóng chớp nhoáng, nhưng đạo diễn Phan Minh đã xử lý khá sạch sẽ. Nhiều người cũng lầm tưởng chân dài 9X này là đường cong mà bộ phim đề cập đến. Tuy nhiên, nghĩa bóng của câu này rộng hơn. Nó còn là những khúc quanh của cuộc đời mà đôi khi không giữ được tốc độ sẽ dễ bị ngã. Vai diễn này lúc nào cũng nóng nổi, lúc nào cũng như là nhiều năng lượng, lúc nào cũng rất là xông xáo và nóng nảy, bốc đồng. Có thể gọi cô gái đang trên trong bộ phim này là cô gái chân dài mà ốc ngắn. Khi mà vào cái vai diễn này thì quả thật là nó rất là khó, là tại vì nó trái ngược hoàn toàn đối với tất cả các vai diễn từ trước mình biết được thể hiện. Hoành tráng nhưng cũng đầy lãng mạn, khốc liệt với những cảnh đua xe tốc độ cao nhưng cũng đầy chiều sâu với diễn biến tâm lý nhân vật. Tốc Độ và Đường Cong hứa hẹn là bộ phim ăn khách trong dịp lễ Giáng sinh năm nay.